đang vô nè anh, đang vô nè. Xả thú, xả thú. Good evening, Panti. Good evening, venerable all of you, practitioner. Dạ, xin chào tất cả quý thí sinh đã đến dự nghe pháp buổi tối. Xin mời tất cả quý vị trang nghiêm thanh tịnh ngồi trước máy để chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Panti, it's time for the Dhamma talk in the evening. Please start with the recollection of the Buddha Dhamma Sangha. Okay. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Okay, iti viso bhagava arahaṃ sammasambuddho vijja charana sampanno sukato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagavati savakkhato bhagavata dhammo sandhittiho akaliko ehi pasiko opanayiko pacchattang veti tabbo vinyohiti. Supatipanno bhagavato savaka sangho. Ucupatipanno bhagavato savaka sangho. Nyaya patipanno bhagavato savaka sangho. Samicce patipanno bhagavato savaka sangho. Yadidham cattari purisa yugani artha purisa pugala. Esa bhagavato savaka sangho ahunayo pahunayo dakkhinayo anjali karaniyo anuttaram punya khetam lokasati. So I think, Venerable, please a little bit, one chapter from the Satipatthana, please. This is the last session. This is the last session. Yeah. Yeah, please. Yes. Chủ động và đặt xuống cơ thể này, chúng ta đặt xuống cái thân này, chúng ta không làm và làm cái điều này, chúng ta có thể là chúng ta nằm hoặc là chúng ta sẽ ngồi. Dạ, yeah. Giờ thì xin mời đại chúng cùng theo dõi phần
đoạn còn lại của bài kinh Tự Niệm Xứ. Lại nữa, này các tỳ kheo, vì ấy sống quảng pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quảng pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như thật tuệ tri, đây là khổ. Như thật tuệ tri, đây là khổ tập. Như thật tuệ tri, đây là khổ diệt. Như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, vì ấy sống quảng pháp trên các nội pháp, hay sống quảng pháp trên các ngoài pháp, hay sống quảng pháp trên các nội pháp, ngoài pháp, hay vì ấy sống quảng tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quảng tánh diệt tần trên các pháp, hay sống quảng tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vì ấy sống an trụ chánh niệm như vậy và hy vọng hướng đến chánh trụ, chánh trí, chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quảng pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế. Dạ, thì đó là đoạn cuối cùng. So this is the last paragraph about the Four Noble Truths, Pante. So we just finished the reading. Yeah. Thank you so much. Now, we understood through reading the Dhammacakkappavattana Sutta. This is the main teaching by the Buddha, which can be found in the Sutta Pitaka, the Tripitaka text. So we understood through this reading the Satipatthana Sutta, there have been mentioned about the rupa, form and mind, and the mental formation, citta, saitasika, rupa, nibbana. The nibbana mentioned in the Four Noble Truth, the realization of the dukkha and the cause of suffering, cause of suffering, and then the path to leading to the suffering, and the samudaya and dukkha, samudaya, nirodha, cessation, and the path. Four sections there have been mentioned. So this is the Satipatthana Sutta. So we are following that way, not the any other than we are not following or borrowed any other teaching, just discussing the through the text and practicing that way. So we should not confuse this thing. So now I think it's good to discuss some questions if the practitioner have. If so, then there is a practitioner that sent me an email. He mentioned her name is Pantam HNG. I don't know if he is there. Please hands up. So I am ready to. I'm going to answer your questions that you send me on email. I don't know if it's there or not. What's her name? Pante. His name is Pamtam. Pamtam, is it? Pamtam. Okay, she's there. She has raised her hand. Oh, okay. So I am giving the making answer. So here is the she mentioned here, there was a little time in meditation I realized very clearly the separateness of body and mind, but then
through meditation. In life, I don't realize this separateness, clarity of body and mind anymore. I just realize that separateness is in my mind. I would like to, and then he requests to explain this thing. She has a confused about the how to separate the body and mind, name and form. So okay, form is an object that existed, can be found everywhere. Form is an object, any object that we can see. But name, we cannot see and we cannot touch. Only feel, we can feel this thing. Through feeling, and we can realize it is name. There is no form, that is why it is name. The one thing is, the form is, when we practice, we take as an object so that we can realize easily our body. For example, to concentrate our body as an object. So, but when we practice this breathing in, breathing out meditation, citta is there. The citta is mind, name, and that is called mind and chaitasika, mental constituent. And last one is the nibbana. The nibbana is a form of the ultimate state of mind, the realization of the truths. So that also is a state of mind. Other things, rupa change due to the heat or cold. This is the characteristic of the rupa change. But mind also change, but not as rupa. Now, we should understand this characteristic. The rupa, when we practice meditation, we feel hot, heat, stiffness. So those are the rupa. So dhammata, sabhava dhamma. So that is rupa. Then what we feel, either it is the feelings, vedana, it is happiness or sorrow, or neither sorrow, neither happiness, nor happiness. So that is citta, mind. Name, chaitasika. A citta is sometimes lobha, dosa, moha, greedy, craving, attachment. These are citta. But when we feeling suffering, happiness, and neutral, that are chaitasika. Mental constituents and mental formation. Citta, we can realize when we don't like to feeling anymore, suffering. Then, sometimes we disagree, we don't like. Then that is citta. Liking, disliking, or
this is the citta. When we feel through the citta, then we justify it. Either it is a happy or unhappy, suffering or happiness. So that is chaitasika, mental constituent. Nibbana is the things when we, the final goal. So when we realize that ourself we fully eradicate, free from hatred, lobha, craving, moha, delusion. So that is the final state. So I think the it is okay, no? It is clear what is rupa and what is nama. Nama and rupa, this is the separation. But what I explain, it is verbally. But as a practitioner, we should they realize through practicing knowledge, practical knowledge. So that's why we need to practice. We should practice. Yeah. Câu hỏi của thì thiền sinh ở trong đây đó, gửi email cho thiền sư và chị hỏi rằng là chị nói rằng là trong khi chị hành thiền á thì chị có thể phân biệt được danh và sắc, nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó thì rất là khó để mà phân biệt, để tách rời ra danh và sắc, không còn để cho nó lẫn lộn chung với nhau mà thành một khối, mình không phân tích được, bởi vì mục đích của hành thiền là phải phân tích danh và sắc. Thế cho nên là chỉ nhờ thiền sư chỉ cách làm sao để phân biệt được danh sắc trong đời sống hàng ngày. Thì là đầu tiên thì mình phải định nghĩa thế nào là danh, thế nào là sắc. Sắc á, tức là bất kỳ một cái sắc, tức là vật chất. Thường nó là vật chất, những vật chất, vật thể, những cái gì mà chúng ta có thể thấy được, sờ được bằng, hoặc là mình cảm nhận được bằng cả cái giác quan. Còn danh, mình gọi là danh tức là gọi tên, vì mình không có thấy nó, không có đụng, không có sờ được, mình không có chạm được, và mình chỉ cảm nhận được nó thôi. Đôi lúc là qua những cái cảm thọ vân vân, mình mới thấy được nó. Cho nên là như vậy, vì không thấy được mà mình cảm nhận được thôi, cho nên mình gọi tên để mình đặt nó, mình mô tả nó, cho nên gọi là danh. Vậy thì đó, khi mà mình hành thiền, mình lấy sắc để mình làm của đề mục, rồi mình mới từ từ mình mới nhận ra rằng, rồi mình gọi chẳng hạn như quý vị là quản hơi thở, theo khi theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, thì mình thấy rằng là trong khi mình theo dõi hơi thở đó, mình cũng thấy được là hơi thở ra vào tức là sắc, còn cái tâm mục theo dõi cái hơi thở đó chính là danh. Trong kinh á, hoặc là trong vi diệu pháp á, thì thường người ta định nghĩa sắc á, có cái từ tiếng Pali là rupati rupang, tức là những cái gì mà nó thay đổi, nó biến hoại thì cái đó gọi là sắc. Mà thường sắc nó thay đổi biến hoại là do cái sự nóng hay lạnh, do thời tiết nó làm cho nó biến hoại. Đương nhiên là danh thì nó cũng có thay đổi, nó cũng biến hoại, nhưng mà đó sắc á, là nó thay đổi, nhưng mà được nó thay đổi nó biến hoại, nhưng mà mình nó ví dụ như là từ cái vật chất này nó chuyển qua cái vật chất khác, nhưng mà cái tính chất đó nó thay đổi với cái hình thức nhiều hơn. Còn ví dụ như là mình thấy tấm á, khi mà nó dịch sinh lên, nó diệt đi, tấm này sinh lên, nó, khi mình sinh lên một loại tấm khác và sau đó diệt đi, nó còn lại có một loại tấm khác, nhưng mà vật chất á, thì nó thay đổi, nó biến hoại, nhưng mà cái tính vật chất của nó đó thì nó có cái tính chung. Thì trong khi chúng ta hành thiền hoặc là trong đời sống hàng ngày đó, thì mình phải phân biệt ha. Ví dụ như những cái gì mà thuộc về tinh thần là danh, là ví dụ như mình trong đời sống mà mình cảm thấy vui hay buồn, mình cảm thấy thích hay không thích,
thì vui hay buồn là cảm thọ, thì nó là danh. Cái mà mình thích rồi, những cái tâm sự khác nó cũng xuất hiện, ví dụ như là ngạ màn ganh tỳ hay đổ kỳ đó, những cái đó xuất hiện thì nó là danh, tức là cái gì mình thuộc về tinh thần nó là tâm, và tâm sự thì nó là danh pháp. Còn những cái gì mà nó thuộc về vật chất như là tỉnh cứng, tỉnh mềm, tỉnh nóng, tỉnh lành, tỉnh chuyển động, những cái biểu hiện và cả những cái gì mà mình có thể sơ được, thấy được, ngửi được, nếm được, vân vân, thì cái đó gọi là sắc pháp. Vậy thì trong đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta ghi nhận rất là rõ. Cái tâm khởi lên, mình ghi nhận thấy tâm, thì đó là mình thấy danh. Mà cái sắc tức là gì? Hơi thở như thế nào, mình thấy rõ hơi thở như vậy, tức là mình thấy thấy sắc. Mình bước, mà mình thấy từng bước chân, từng động tác như vậy, tức là mình thấy thấy danh. Cho nên đó, là thật ra mình vẫn thấy, có điều là mình không có, mình không có gọi nó là danh hay sắc thôi, cho con quý vị vẫn thấy chứ. Trong đời sống hàng ngày mình, trong khi mình bước đi, phải không? Trong khi mình bước đi thì những cái động tác co lên để đặt tới đi bên những cái chuyển động của thân đó, thì cả đó thuộc về sắc. Còn cái tâm là có hai phần, tác ý mình muốn đi, đó là một phần, và cái phần thứ hai là cái tâm mình theo dõi cái bước đi đó. Cho nên là quan trọng là chúng ta phải hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc. Vậy thì dù trong hành thiền hay ở bên ngoài thì chúng ta vẫn có thể thấy rõ cái nào là danh, cái nào là sắc, cái nào đang khởi lên, cái nào đang diệt đi. Có thể thấy một cách rõ ràng bằng cái sự thực chứng, bằng cái sự thực nghiệm của mình, chứ không phải qua nghe nói, không phải qua sách vở nữa, mà trong đời sống hàng ngày thì chúng ta vẫn có thể thấy được. Yes, Bante. So now we will invite others to put questions, right? Yeah, that's fine. Yeah, thì tiếp theo sẽ là lần vừa giờ Pháp Đàm để quý vị có thể đặt câu hỏi. Vì nào muốn đặt câu hỏi thì xin mời đưa tay lên. Yeah, để xem danh sách. Yeah, mời Phật tử Từ Hạnh. Dạ, mô Phật, con xin kính lễ sư và sư Điện Phật. Con có cái thắc mắc, là khi cái thân này mà hoài đi rồi thì cái tâm thức này cũng là diệt luôn, phải chưa ạ? Thì con suy nghĩ là cái ngày qua cái bài pháp mà lục căn tiếp xúc lục trần thì sinh ra lục thức. Thì theo cái thức đó thì thọ khổ, thọ lạc đó, thì nó sinh ra nghiệp, phải chưa ạ? Do thói quen lặp đi lặp lại nó sinh ra nghiệp, nghiệp lành hoặc nghiệp dữ đó. Thì nếu như vậy á, khi mà cái thân này hoài đi thì cái tâm thức đó theo sự thọ sánh đó nó cũng diệt đi, thì tại sao lại còn nghiệp để tái sánh? Con thắc mắc cái nào? Thì chủ thể là trong đời sống hàng ngày thì tâm nó cũng sinh lên diệt đi mà, chứ đâu có con thương. Thì trong đời sống hàng ngày mỗi sát na tâm nó cũng sinh lên diệt đi, thì từ thời điểm mình chết thì tâm nó cũng sinh diệt đi, và cái tâm cuối cùng của kiếp này là tâm tử, thì cái kiếp sau sát na tiếp theo là tâm tục sinh, nó đi vào một cái cảnh, một cái kiếp mới thôi. Cái tâm là dị thục á. Dạ, thì cái tâm mà tục sinh là tâm dị thục. Dạ. Dạ. Tại vì con từ từ tưởng rằng là cái sau khi cái thân nó diệt đi thì những cái thức nghiệp, tức là những cái tâm sinh ra đó do khổ phụ và vui đó nó theo đó mà tái sinh. Thì con cũng tưởng là cái đó nó diệt luôn rồi thì làm sao mà tái sinh nữa. Dạ, nhỏ tí nó diệt nhưng mà cái năng lực tạo nghiệp thì nó vẫn còn. Tâm thì diệt nhưng mà cái năng lực á, thì nó vẫn còn. Cho nên đến khi mà nó có cơ hội thì nó vẫn trổ. Rồi bây giờ nếu vậy thì để nếu chủ muốn hỏi để hỏi thiên sứ thì sẽ cố vận dịch cái câu hỏi này ra để thiên sứ trả lời nhé. Bây giờ để hỏi, có phải chủ muốn hỏi rằng á là tấm á là nó sinh lên thì nó diệt đi rồi, vậy thì vì sao á mà có kiếp sau mà nó còn trổ quả nữa vậy hả? Vậy cũng gần như vậy, nhưng mà con nói rõ lại xin nghe tí là
khi mà mình cái thân này hoài đi thì cái tấm đó cùng theo đó diệt đi, tức là cái tấm thọ sinh mà lúc mà lặp đi lặp lại theo tiến trình của nghiệp đó, thọ khổ với thọ vui tạo ra nghiệp đó, thì tại sao những cái thọ khổ thọ vui mà cái lặp đi lặp lại tạo thân nghiệp chuyện đó thì lại theo nghiệp mà tại sinh, tại sao cái tấm đó không diệt mà lại phải thọ nghiệp đi tại sinh đó? À rồi, his question is that when we die, the rupa disappear, the rupa comes to an end, but why the karma on the action, it does not come to an end, but it continues to give rise to the many result, also to the rebirth. It means that when we have the nama and rupa, so when we die, rupa finished, but why mind is not finished? Nama is not finished. Very difficult question, no? Is the mind is a power. If we take an example, for better understanding, let me take the electricity as an example. Electricity power, even we don't see, we cannot see where it is acted. But when we connect the plus and minus to direction, and then it's automatically generate power. So our minds also like that. Even we cannot see the mind, but this mind is the can run, can change, and is after die, then its name change. Then it's called vijnana. Vijnana is a mental power. But rupa is already vanished. But really not vanished. It is the mix with their own parts. But vijnana runs further this world to another world. So that's why it is dangerous. It is fearful. Even we don't know after die where we born, but who practically through the understanding of the Dhamma who achieve the knowledge and generate panya with following the right concentration, views, knowledge, activities, then he come to know where he will born, where his vijnana will generate the reborn again, either born or not. He can decide. So
So this is why some people believe, even at Buddha's time, these name and form will vanish, everything finish. So no need to worry. Our action, either it is verbally, bodily, and mentally. So they do whatever they like. And then finally, sankhara, the formation arises there. Because so that is called the avijja. Not knowing exactly the reality of the Dhamma. And then, if we read the Paticca Samuppada, avijja paccaya sankhara, because of the ignorance, what we ask about that the form is vanish, but vijnana is not vanish. So this is avijja. We know it will not vanish, but we have doubt. So avijja paccaya sankhara. And sankhara paccaya vijnana. Look at then now this is the point. If we have ignorance, then we have doubt. Then there are formation. If formation, then vijnana arises. Now what is formation? Mentally and bodily formation, two things. Last time I discussed about the bodily formation. The parents should be there, and the result of karma also there, vijnana. Then not only they come to the parents, a mother should be fertile. If three things happen exactly, then formation there. If we form, because vijnana is entered there, then sankhara will there. Avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya vijnana, vijnana paccaya nama rupa. If form there, then automatically nama rupa, vijnana is there. Nama rupaccaya salayatana. Salayatana means for the our sense organ. Salayatana. And then our sense organs. Through the ayatanas and the organs. So they are these two things is they are reciprocal. So this is the Buddha according to our Buddhist the textual explanation. But these things we have we need to practice to realize. So that is the most important thing. Even we know everything through listening and then reading, discussion, but we don't have practical knowledge. If we don't have practical knowledge, then there are many questions. Even it's not possible to complete by discussion. Yeah, that's all. Hồi nãy câu hỏi của chú đó là vì sao mà khi mình sống thì mình có danh và sắc, mà khi mình chết thì cái thân này nó hoài đi, mà còn cái tâm thì nó không có hoài, mà nó vẫn còn tiếp tục nó sanh, nó đi tái sanh rồi nó trổ quả,
thì mình nói rằng là thật sự đó thì cái tâm nó rất là mạnh, cái năng lực của tâm nó rất là mạnh, cũng giống như là mà mình không thấy được nhưng mà nó rất là mạnh, cũng giống như dòng điện á, mình thì không có thấy được dòng điện, không ai thấy được dòng điện cả, nhưng mà mình biết rằng á, là cái hành dòng điện nó có, bởi vì á, là cái dòng điện này á, mình nó có thể hoạt động, nó làm cho đèn sáng, nó làm cho cái máy quạt nó chạy, nó làm cho máy lạnh nó chạy, nó làm cho cả cái động cơ nó có thể chạy được, cái tất cả là đều nhờ điện cả. Thì nó có thể thì tương tự tâm cũng vậy đó, mặc dù mình không có thấy tâm nhưng mà tâm nó luôn luôn hoạt động, nó luôn luôn thay đổi, và sau khi mà mình chết đó, thì cái tâm này đương nhiên là nó cũng có cái sự thay đổi đúng rồi, mà thật ra đó, mình nói là cái thân này nó chết, nhưng mà mình thấy nói theo cái định luật bảo toàn năng lượng thì thật ra nó đâu có chết. Cái thân này nó cũng chuyển từ dạng này qua dạng khác mà thôi, nó cũng trở về với tử đại. Vậy thì cái tâm này cũng vậy đó, nó cũng đâu có chết, nó cũng đâu có chết, mà diễn từ tâm này qua tâm khác. Cho nên mình tưởng là nó khác nhau, chứ thật sự ra đó thì cái sự mà nó thay đổi biến hoài, thì thân nó cũng thay đổi, nó cũng biến hoài, và tâm nó cũng thay đổi biến hoài vậy. Và khi mà mình ở đây đó thì ngài là muốn nói về để xem nói về cái sự hiểu biết của mình đó, về lý duyên khởi, bởi vì cái lý duyên khởi nó giải thích cái quá trình vận hành của nó, cái quá trình nó hình thành của là cái dòng tâm sinh vật lý, trong đó có cái danh cả sắc. Và không có cái gì mà nó mất đi, không có cái gì mà nó tự động nó tồn tại cả, mà tất cả các pháp á, dù là danh hay là sắc, thì nó đều do nhiều duyên mà nó tạo nên. Từ vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, rồi thức danh cho danh sắc, rồi danh sắc duyên cho lục nhập, vân vân. Thì nó nguyên cả một cái tiến trình đó. Thì là mình thấy rằng là nó luôn luôn có cái sự vận hành từ vô minh rồi hành thức ha, rồi sau đó là sinh duyên cho lão tử sâu bi khổ não, toàn bộ cái hệ thống khổ đó, rồi nó lại làm duyên tiếp, khi mình khổ đau quá đó thì mình lại vô minh, nó làm sâu dày thêm cái vô minh, cho nên nó là một cái vòng, mình có thể nói là cái vòng luẩn quẩn luôn, của cái tâm này nó không có thoát ra được. Muốn thoát ra đó thì mình cần phải thực tập để mình thấy rõ thôi. Và đấy thì quay trở lại với câu hỏi của chủ đó, là nói ra vì sao mà khi mình chết thì cái thân này nó bị hoài đi, mà tâm nó không hoài. Thật ra là không có cái nào bị hoài cả, cái nào nó cũng sinh diệt liên tục, thân này nó cũng sinh diệt liên tục, nó biến từ dạng này qua dạng khác, thì tâm nó cũng sinh diệt liên tục, nó diệt tâm này diệt đi thì tâm khác nó sinh lên. Thì và cái tiến trình này đó, nó đi từ kiếp này qua kiếp khác, khi trong một kiếp sống thì năm này qua năm khác, từ thời điểm này qua thời điểm khác, và cho tới luân hồi cũng vậy đó, cho đến khi mà mình chứng đắc đạo quả thì cái tiến trình mà nó tạo thành trở thành này nó mới chấm dứt, còn không thì mình cứ là tạo tác rồi trở thành, tạo tác rồi trở thành, vì mình có tạo tác nên có cái sự dính mắc, cho nên mình có cái sự trở thành, và vì vậy cho nên mình có cái sự tái sinh trong kiếp sau. Và những nghiệp mà mình đã tạo á, thì có cái nó trả quả ngay trong hiện tại, và có quả, có cái nó có trả trong kiếp sau, và có những cái quả cái nghiệp nó trả trong những cái kiếp sau nữa. Thành ra về câu hỏi của chủ đó thì chủ thấy rằng là thật ra danh và sắc nó đều là tiếp tục, chứ đâu phải cho danh nó chắc, cho sắc thì nó dừng lại, mà chỉ có danh nó tiếp tục đó. Dạ, dạ. Tức là nó theo theo sự vận hành của pháp. Dạ đúng. Dạ, mà những như vậy lúc nào mà mình đạt đến cái một cái trình độ nào đó để vượt ra khỏi nhân quả là mình đúng rồi, khi nào mình không còn tạo nghiệp nữa, ví dụ như cả vị A La Hán thì không còn tạo nghiệp nữa. Dạ con hiểu rồi anh Di Phật. Dạ rồi, cảm ơn chú. Dạ tiếp theo mời Phật tử Phương Anh. Hello. Could you hear me? Yes. Now we invite another just, one. Just a minute. Yes. Yes. The thing is,
the practitioner, if any practitioner want to stop the running furthermore vijnanas, so there is a solution. First, the panna is arise everywhere, but Buddha advises that ditte ditte pama. When we see, just see, not too clinging. If we clinging, then we reborn. So that is the reason vijnana run further. Then ditte ditte pama sute sute pama. When we hear, should not clinging. Upadana, stop. In this world, in this very life, if we stop the clinging, then there is no nirvana. Because there is the, if we stop clinging, then there is no chance to reborn again. So this is the main thing. Tanna, we have tanna. Lobha, craving. Then the thing is, our duty is, main duty, when we heard a sound, should not clinging it. When we and the smell, the odor, should not clinging it. Taste, not clinging. And then form, the object. And then listen. When you listen the sound, should not clinging. So that's mean if we fully the shut off our sensual desire, then no clinging. If no clinging, then no, there is no cause to reborn again. The main cause is in this life, it is very difficult to stop the clinging because we don't understand how to stop it. Then that's why we are trying to nivarana, should know, and then faculties, indriya. Another thing is the ayatanas. The sensual desire. What is sensual desire? How to stop clinching? This is the most important thing. Please, is what Buddha teaches us. Ditte ditte pamang sute sute pamang mute mute pamang. So this is the Buddha's advice. No need further to clinching. Then we can stop. Vijnana will not further go this world to another world. Yeah. Hôm nay thầy có thêm một cái ý nữa cho cái câu trả lời vừa rồi đó, tức là để mà mình chấm dứt cái tâm cứ sinh diệt như vậy đó, thì hồi nãy là nói là cái thân chấm dứt, mà vì sao cái tâm chấm dứt đó, thì nay nói là để chấm dứt, thì là mình phải chấm dứt là cái ái thủ hữu, mà quan trọng nhất là cái thủ á. Là bởi vì mình còn có ái, còn có thích, rồi mình còn muốn chấp thủ, cho nên mình mới có cái sự tồn tại và mình có cái sự sinh ra, và từ đó mà có mọi cái sự đau khổ. Cho nên á, muốn nhấn mạnh thêm một điều đó, đó là chúng ta đừng có chấp thủ bất cứ cái gì trên đời này cả. Cái gì nó tới thì tới, cái gì nó đi thì nó đi. Nó sao thì mình thấy vậy, mình không có chấp thủ. Hồi nãy chủ có nói là như vậy là cái tâm sao là mình đừng có tạo tác thêm nữa đó. Mà để không tạo tác các vị thánh và A-la-hán mà không tạo tác là bởi vì các ngài không còn chấp thủ bất cứ cái gì trên đời. Cho nên hồi nãy mình thấy trong bài kinh niệm xứ là sống không trong một vị sống mà không chấp trước một vật gì trên đời đó, là ở cái chỗ này đó ha, không có thủ trước bất cứ một cái gì. Dạ, thì đó là ngài bổ sung thêm cho câu hỏi vừa rồi của chủ Tư Hành. Bây giờ xin mời cô Phương Anh. Kính thưa thiền sư, kính thưa sư cô, cho con được hỏi được hai câu được không ạ? Dạ được. Câu thứ nhất là liên quan về pháp hành
Thì cái câu này thì cũng thật ra là con cũng có nghe là, mấy bạn hỏi rồi, nhưng mà con có xin sư cô giờ thưa để con là về cái phần cá nhân của con, thì thật ra là mấy ngày nay là con cũng ngồi thiền, nhưng mà khoảng 20 phút á, thì lưng con bị đau ở cái phần trên, đau rất đau, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến thiền. Và lúc đó thì con có cái quan sát hơi thở, và con thấy rằng là có quan sát là cái cơn đau đó, và xem là cơn đau này không phải là của mình. Và sau đó là con recording in progress. Dạ, 15 phút sau thì cơn đau nó nhẹ recording hơn. Stopped. Đau. Và sau đó con lại quán quá hơi thở thì không nhận biết được hơi thở. Và khi vì không nhận biết hơi thở cho nên con lại quán quá thì cơn đau tiếp. Và quán quá cơn đau tiếp thì con cũng ấy, nhưng mà cảm giác là hằng ảnh hưởng đến cái quá trình ngồi thiền của con. Mặc dù cái tấm của con vẫn lặng yên, tức là hằng cũng có vọng tưởng lặng yên, nhưng mà con là cái cơn đau nó vẫn còn dai dẳng. Và đến khi kết thúc khóa thiền luôn thì con xin hỏi thiền sư là chỉ dạy cho con cái trường hợp này để cho con ngồi tiến bộ hơn. Và câu thứ hai là khi là con xin hỏi là khi mà sáu căn tiếp xúc gọi là các căn á, thì làm thế nào để mình hạn chế những kiết sự xảy ra? Vì là có nhiều phương pháp, mà thưa và dạ, thì con thì có những cái pháp là con là chỉ không chú ý đến cái là tưởng riêng, mà con chỉ chú ý về tưởng chúng thôi. Dạ, thì như vậy con những cái phương pháp như thế nào để cho mình hạn chế cái kiết sự khi tiếp xúc với các căn? Dạ, con xin hỏi. She has two questions. The first question is, when she practices meditation, if she sits for about 20 minutes, she will have a back pain. When she feels so much pain, then she change to observe the pain, the feeling, vedana. But after that, she can see the pain reduce. And then she returned back to the breathing. But after that, she cannot see the breathing very well. That's why she has to go back again to the vedana. So she just forth and back like this. But the pain is always there during her meditation time. So she wants to know that which methods she would do in her case, that the painful is so much and sometimes it's difficult for her to see the object of breathing. There is a good chance to realize the Dhamma. Vedana arise, then he change. Vedana is the first cause, anicca. But to see the future one is difficult to see. When you practice sitting meditation, mostly all practitioners, they feel that pain anywhere on their body, pain arises, then they change. Dukkha Vedana is an old position. Then Sankhara. Changing the new position, that is Sankhara. Then this is the to the understand the Tilakkhana.
when sankhara we can understand when we change the new position. The old position is the dukkha saccha. That our body is painful, full of pain. Then vedana also anicca. When we change the position, then it disappears. That is sankhara. That is the good position, the good way to see the dukkha lakkhana, anicca dukkha anatta tilakkhana. So that is until we realizing this tilakkhana, then we have to see the vedana anupassana, kaya anupassana, vedana anupassana, dhamma anupassana, citta anupassana, dhamma anupassana. Now time after kaya, then vedana, and then realization the dhamma is tilakkhana, is the dhamma anupassana, anicca dukkha anatta, and all form are impermanent. Sabbe sankhara anicca. All formation is impermanent. Sabbe sankhara dukkha. All formation is suffering. And there's all form are impermanent. Sabbe sankhara anicca. Then one of the extensa remind me. Sabbe sankhara anicca ti yata panyaya pasati. Atha nipindati dukkhe e samako visuddhiya. So this is the purification. Sabbe sankhara, all formation, things are anicca, dukkha, and anatta. One who sees through their wisdom, by using wisdom through their the generate panya, then atha nibbindati dukkhe, he get free from such kind of suffering. So this is the purification, mental purification, and get rid of bodily suffering and mental suffering. Venerable, is it clear? She asked that when she feel pain, how can she contemplate? So this is this is the contemplation way. Through the when he the see the body, and then vedana arise. Vedana is impermanent. When he concentrate vedana, paining, then disappear. Disappearing is the old position. That's why the anicca. Anicca dukkha anatta. If you only feel that, oh, it is unbearable, it is painful, then cannot overcome. Only the way to overcome, more concentrate through more with effort and concentration, balancing these two things, either choosing the other, the say walking meditation. If it is unbearable, then she can change the say walking meditation. Because walking meditation and sitting meditation should go together because of this region.
Yeah, that's right. Yeah. À, khi mà mình ngồi thiền đó, mà mình có cái cảm thọ đau đó, thì thật ra là mình nên coi rằng đây là một cái cơ hội tốt để cho mà mình thực hành giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì mình thấy rằng là ai cũng vậy, không phải chỉ riêng bản thân mình, mỗi người mình đâu, mỗi người đâu mà hầu như ai cũng vậy. Là khi cái cảm thọ đó, thì nó sinh lên, rồi nó cũng thay đổi. Rồi nó biến hoại và nó không có cái gì, không có cái cảm thọ nào ở lâu với mình đâu. Nó sinh lên rồi nó tăng trưởng rồi nó cũng sẽ diệt đi. Và chúng ta phải, và khi mà chúng ta mà thực, khi mà ngồi thiền á, thì tất cả các vị thiền sinh đều phải nhận ra được á, là cái thọ khổ đó nó ở trong tất cả các cái oai nghi, chứ không phải riêng chỉ có oai nghi ngồi nó mới đau. Mình làm cái oai nghi nào thực hành mà nó lâu, cái thời gian nó lâu nó cũng đau cả. Mình đứng lâu nó cũng mỏi, mình đi lâu nó cũng mỏi, mình ngồi lâu nó cũng mỏi và đau. Chỉ có cái tư thế nằm là cái tư thế ít cần nỗ lực nhất á, thì nó ít mệt thôi, nhưng mà khi mà nằm thì mình là dễ buồn ngủ ha. Thì khi mà mình thấy là nó tất cả các cái tư thế, các cái oai nghi nó đều dẫn, có điều mà mình để lâu lâu ngày đó thì nó, mình để một thời gian lâu thì nó đều tạo nên cái thọ khổ. Thì những cái lúc đó đó là mình có thể là chuyển qua một cái tư thế mới. Thế không có nhất thiết rằng là mình cứ phải là ngồi khăng khăng để mà mình phải chịu đựng, chịu cực, chịu khổ, chịu đã cảm thọ để mà mình chỉ chịu đựng mà thôi. Thật ra hành thiền quán đó thì quý vị ngồi tư thế nào cũng được ha. Không ngồi thì đứng, không đứng thì nằm đều được cả. Quan trọng là duy trì được cái tâm chánh niệm tỉnh giác. Và tất cả các cái sắc pháp á, thì nó đều là vô thường, nó đều là khổ, đều là vô ngã. Đó là cái tám tướng của các pháp, nó đều giống như vậy. Cho nên ai mà thấy được, nhờ trí tuệ mà thấy được điều đó thì sẽ thoát khỏi đau khổ. Và đây chính là con đường của sự thanh tịnh. Có cái câu mà Anicca Vatasankara Upadavaya Thamino Upachitwanirushanti Te Sangvu Vasamosukho. Bài kinh trong cái bài kể trong kinh Phật cũ đó, mình nói tới cái sự là tất cả các pháp hữu vi nó là vô thường, nó là thay đổi. Chỉ cần khi nào mà mình thấy rõ hết tất cả cái đó mà tâm mình vẫn an, tức là khi đó là mình có được sự thanh tịnh. Cho nên những cái cảm thọ mình đừng có suy nghĩ ôi cảm thọ này nó đau khổ, lỡ đau đớn nó khốc liệt quá, mình chịu được hay không chịu được. Mà quan trọng đó là mình tập trung, mà quý vị phải có được tinh tấn, cái sự kham nhẫn, rồi sự định tâm, tất cả những cái yếu tố đó mà nó có mặt và nó quân bình với nhau. Và nó giúp cho mình có đủ cái lực để mà mình quan sát ngay những cái cảm thọ đó. Khi mà mình quan sát mà mình thấy rõ như vậy thì nó không còn ảnh hưởng gì nữa. Ý là như vậy. Bây giờ qua câu thứ hai. Now she has another question. Concerning the sixth sense organs. When we live in daily life, every time the sixth sense contact with the sixth organs, and then kilesa, that the fetters, samyojana will arise. And her question is how to reduce the kilesa, the samyojana, or how to prevent the samyojana arise. In her way, she said that in order not to arise the fetters, she doesn't pay attention to the particular marks, but she only focus on the common marks, particular mark or a sign or common signs. When they say that when we see the things, we don't take notice of the common sign or common characteristic or particular characteristic. So in this way, she also does the same. She doesn't pay attention to the particular characteristic. She just only pay attention to the common characteristic. And now her question is,
how to reduce or prevent the samyojana so that it is not arising when our six sense organs contact with the six external objects. So reducing samyojana is the only way to practice, and through practicing the realization, the dukkha, if we don't understand dukkha, samudaya and nirodha, then samyojana still arise. And then the first one is the sakkaya ditti vichikicca silapada paramasa. These five samyojanas. Sakkaya ditti means to self-used towards their own bodies. Now, for example, we think our body is very happy, our body is very comfort, our body is very nice, beautiful, smart, fascinating. So this is wrong view. But whenever we realize that this body is impermanent, this body is suffering, this body is painful, this body is impermanent, dukkha, and then suffering, and then anicca. This is the first step. For example, she said, when she practice, feel very faint. She feels very faint. But when he change, after a few minutes again, faint arises. So at that time she should know. Everything is the repeating, happen repeating there. Changing, again painting arise. Changing, again pain arise. And a little bit feel happy. After that again pain arise. So this is the practice. The body is suffering. And then, so this body is not our. This body is belong to the nature. So this is the real way of realizing and overcome through the arising the knowledge, achieving the knowledge about the dukkha, and then how it is arises, samudaya, where how to overcome. This is the path. The only path is the meditation, practicing and the four foundation of mindfulness. So I think it is clear. So when the people they change their body for sure on the sitting meditation, during their sitting meditation, they just repeating that again and again, again and again, no cure. Finally, they realize that there is no solution. So the old position is good. Old position is better. Then they try to good effort, strong effort, and then set their mind the good with good concentration, good effort, and good concentration to the object, then they automatically overcome their pain. If they change again and again with the desire of happiness, then there is no solution. Just repeating, changing and changing, changing and changing, changing and changing, no solution there. Whenever they realize that it is the same thing, I am repeating,
the old position is the best position, so I should not change. Then they are the such a degree they develop. So this is the solution. That's all. Câu hỏi của cô hồi nãy đó là làm sao mà khi sáu căn và sáu trần nó tiếp xúc với nhau mà mình có thể hạn chế để cái kiếp sử không cho nó khởi lên nhiều, thì là câu trả lời của thiền sư đó là khi mà qua thực tập á, mình thấy rằng khi mà trong khi mình thực tập thì mình sẽ nhận ra được á, là nhận ra được đau khổ, nhưng mà mình nhận ra đau khổ, mình thấy nhận ra đau khổ rồi mình nhận ra được cả tà kiến ha, mình có khi mình nhận ra tà kiến và khi đó đó mình quan sát thì mình thấy thân này không có cái gì là ta hay là của ta cả, nó là vô thường, nó là khổ, là vô ngã. Và khi mà mình cái đau mà nó khởi lên thì mình thấy đau nó khởi lên thôi, nhưng mà cái thân này thực ra cái cảm thọ này nó cũng sinh lên, nó cũng diệt đi, rồi thân này nó cũng là vô thường, nó cũng không phải là của ta. Vậy thì ở đây đó cô làm sao mà để bớt đi cái kiết sử, muốn bớt cái kiết sử, tức là mà kiết sử đấy nói chung đó là nó là đầu tiêu của trong con một cái kiết sử này chính là tham sân và si. Vậy thì để mà diệt tham, diệt sân, diệt si đó thì chúng ta phải có cái phương pháp mà thực hành cái thiền trì, cái thiền quán, và chúng ta làm sao đó mà mình có được những cái sự mà nỗ lực, mình có cái ý thức tu tập, rồi mình có cái sự nỗ lực mạnh mẽ, rồi là mình cũng là cố gắng là mình làm sao mà mình giữa khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần này, ngay tại nó chỗ cái sự tiếp xúc đó, khi con mắt tiếp xúc với cái sắc, rồi ngay tại đó cái tấm nhãn thức nó khởi lên, nó ghi nhận ra cái gì đó, thì xin lỗi nghe là phải tắt cái điện thoại, ai gọi tới. Hồi nãy thì cô có nói rằng là cô chỉ chú ý tới tưởng riêng mà cô không có chú ý tới cái tưởng chung. Xin lỗi, cô không chú ý tới tưởng riêng mà cô chỉ chú ý tới cái tưởng chung thôi. Thật ra trong kinh thì nói rằng là không chú ý tưởng chung, không chú ý tưởng riêng. Chứ mà đây thì cô lại thay đổi, cô nói là cô không chú ý tưởng chung, mà cô không chú ý tưởng riêng mà cô chỉ chú ý tưởng chung thôi. Tưởng riêng là gì? Tưởng riêng tức là có những cái biểu hiện như là ví dụ mình thấy, nhìn thấy một cái mặt người đó thì khuôn mặt này, khuôn mặt rồi nước da rồi cái mắt như thế nào, mũi như thế nào, miệng như thế nào, thì gọi là tưởng riêng. Còn cái tưởng chung là toàn bộ một cái dạng người đó. Thì đó là cái câu trong kinh hay nói như vậy. Nhưng mà khi mà mình vào hành thiền đó thì thật ra là mình quan sát tất cả các pháp đó, thì nó sinh, mình không, thật ra mình để được cái tưởng đó, mà quan trọng là mình để ý tới cái sự sinh diệt. Pháp đó nó sinh lên rồi nó diệt đi, nó sinh lên nó diệt đi, và nó sinh diệt liên tục như vậy đó, thì thật ra không có cái gì để mình bám víu được cả, vì cái nó sinh lên là đã mất đi rồi, cái khác nó sinh lên là mất đi rồi, nó mấy còn một sắc na mà đã sinh diệt bao nhiêu lần rồi, vậy thì mình bám víu cái gì? Mình thành ra đó, mình nguyện với quý vị để ý thật sự mà mình có chánh niệm tỉnh giác đó, luôn luôn chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái phiền não nó khó có cơ hội để nó sinh khởi. Thì khi nào mình thất niệm đó, thì cái phiền não nó sinh khởi dễ dàng hơn. Thì đó là thật ra cái cách của cô thì nó không có sai ha, nhưng mà điều đó, mình ở đây không phải chỉ có tưởng chung tưởng riêng thôi, mà mình phải thấy, mình quan sát, quan trọng là thấy sự sinh diệt và cái thể tâm cảnh tâm tưởng của nó, vô thường khổ vô ngã các cô. Cảm ơn sư và cảm ơn sư cô là gì vậy? Dạ. Rồi tiếp theo mời Phật tử Hồng Phương. Chị chưa mở mic ha, chị mở mic đi. Dạ rồi, sư cô. Con định lễ
Ngài Văn Tê và Đại Niệm Sư Cô và kính chào đại chúng. Thì con không có câu hỏi, nhưng mà con có được cái lời thỉnh cầu là tại vì đây là cái buổi khóa thiền này cũng sắp đến những ngày kết thúc rồi. Thì con thấy đây là lần đầu tiên con được tham gia cái khóa thiền mà hoặc là tham gia được học trực tiếp, thì con cũng có cho mình rất là nhiều được cái điều bổ ích. Thì con muốn là thỉnh ngài với đại chúng hoặc ban tổ chức là cái buổi cuối cùng của cái khóa thiền là có thể làm cái buổi tổng kết để đúc kết lại những gì mà chúng con được học được từ ngài hoặc là từ tất cả mọi người á. Tại vì trong cái buổi râm hoặc là trong cái khóa học này là cũng có nhiều người là có nhiều cái mức độ khác nhau. Người thì tu tập lâu rồi, hoặc là người mới thực tập, hoặc là người giống như đang gọi là bén duyên với Phật pháp. Thì những cái người mà có kinh nghiệm trước á, để truyền dạy cho những người có cái kinh nghiệm sau, thì cái buổi tổng kết đó là có thể là nói lên được những cái thành quả mình đạt được hoặc là những cái mình đã đúc kết được á, để có thể là làm kinh nghiệm cho những cái người mà họ thấy là họ đang gặp cái chướng ngại á. Vì trong cái quá trình tu tập thì con thấy là có chướng ngại, rất là chướng ngại, nhưng mà khi mình có chướng ngại á thì con thấy là cũng có rất là nhiều màu. Bởi vì con thấy là tại vì con cũng nhân duyên thôi, nhưng mà con muốn là cái buổi mà cuối cùng thì con nên có một buổi tổng kết là như vậy ạ, để có thể là đưa những cái mà mình trải qua thì mình có thể là chia sẻ được cho người khác á. Đó là con muốn lời thỉnh như vậy. Yeah. She doesn't have any questions, but she only has a suggestion that on the final day of the course, would you please summarize on the main ideas, summarize the method, the general method, so that everyone can have a very systematic knowledge of meditation. Because here in this group, people come from different level. Some are long time meditator, but some are very new practitioner. She suggests you that on the last day, please summarize on the good on the main ideas. So, what do you think, Venerable? What I explained, these are not the method, the explanation of the method. No, I think that we don't need to concern the question and answer. You only summarize what you have thought based on the Satipatthana Sutta. Your advice, for example, the way of observing breathing, way of observing the walking, and also advice for taking food, etc. So you just make the main ideas in this method. Okay, that's fine. Okay, final day. When will be the final day? Today is the 30. Day after tomorrow, on the 15th. Yeah, after tomorrow. Okay. The day after tomorrow. Okay. Final day, there is no question and answer. There will be no question and answer. So we will only discuss the Kaya Anupassana. And then, so that is the walking meditation and sitting meditation there. Okay, Bande, thank you. And now I invite the next one. Mời Phật tử Thanh Châu. I know this thing anyway, quite difficult to understand actually the method. Dạ, con kính thưa Ngài Thiền Sư, kính thưa cô Sư Liễu. Con có cái câu hỏi như thế này, thì trong gia đình này, thì cũng có người mắc cái chứng bệnh trầm cảm. Thì con hỏi thì cái người mà bị bệnh trầm cảm đấy có nên học thiền Vipassana và nó có cái hiệu quả trong cái học thiền vừa được đỡ chữa cái bệnh trầm cảm nó được bớt dần và nó giải thoát đến cái phiền não trong cái người bị bệnh đó.
Còn thưa sư cô với sư thầy, các chia sẻ về việc đó. Yeah. His question is that if a family member has a person who has a mental depression, so this person can practice Vipassana or not, and then how to practice, and then what is the benefit of for the depression person, and does it help them to reduce mental defilements or not? If the person can able to practice, because the this method who can bear and who can understand the sitting meditation and walking meditation method of the meditation, if he or she can practice and or like and it's okay, but some mental depression are various. Some mental depression are serious. Even one thing we should understand, this practice and the listening dhamma is the people who are they have fulfilled their bodily organs, and the mentally is healthy mind. But the thing is, some mental depression people, when they practice, this depression increase. But very rare people, through the realization, with a good understanding, practice this thing, they can get the result, good result. But without understanding, practicing this method, it's not the, I think, the so good. Who have mental depression, and the master also should be there. The meditation master, in front of the master. But if the mental and the people and the mental depression people like or understand to do practice, it's okay. We can't force him. If we force, sometimes depression increase. It's dependent. Trường hợp người mà bị bệnh trầm cảm đó thì mình tùy thuộc tới ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, mà bệnh còn nhẹ và người đó đó vẫn có thể hiểu được và vẫn có thể khởi tâm là muốn tu tập và ý thức là nhờ tu tập á, mình sẽ kiểm soát được thân tâm. Thì trong trường hợp đó đó họ đủ cái khả năng, cái trí năng để họ có thể hiểu được cái pháp hành, và họ cũng có cái ý muốn làm và có sự nỗ lực làm, thì điều này là tốt. Bởi vì á, một người mà mới trầm cảm mà nhẹ thôi, thường một người trầm cảm thì họ cứ phân lớn là họ đắm chìm ở trong quá khứ nhiều, đúng không? Thì bây giờ đó họ mà thực hành thì họ đưa cái tâm trở về thực tại thì nó sẽ giảm đi bởi cái đó, là bởi vì nó gần như một cái tiến trình tự nhiên. Còn ngược lại đó, có một số trường hợp bệnh quá nặng đi, họ không đủ khả năng để họ lặn hồi hoặc là để họ có thể tu tập được. Thì trong những cái trường hợp đó nếu được thì mình khuyến khích họ nghe pháp, bởi vì giữa cái việc hành thiền về việc nghe pháp thì việc nghe pháp nó dễ hơn. Và chính nhờ cái sự nghe pháp này đó mới giúp cho họ có thể là hiểu ra dần dần
thì cái tấm của họ nó cũng mở cái sự có của lại, và họ cũng có thể là nghe nhờ hướng dẫn cho họ nghe pháp đọc kinh để mình và hoặc là bản thân mình cũng giải thích cho họ hiểu nữa. Bởi vì trong số những người bị trầm cảm thì rất là hiếm người có thể chịu đựng, có thể chịu đọc kinh, chịu nghe pháp và chịu hành thiền. Cho nên nếu như vị nào mà mình khuyên mà họ nghe thì cũng nên tập cho họ, hướng dẫn cho họ, vì đó là một trong những cách tốt nhất để giúp cho mình vượt qua được cái trầm cảm, những cái vấn đề về tâm lý. Những cái vấn đề đó là chỉ cần mình nếu như mà hiểu được ấy, thì đi sâu vào nghĩa mà quan sát lại cái thân tâm thì sẽ thấy rất là rõ và vượt qua rất cả là dễ dàng. Còn nếu như bệnh nặng quá đó thì phải có vị thầy, vị bác sĩ rồi từ nướng giúp cho họ, cho con họ chứ có thể tự hành một mình được, đôi lúc còn nguy hiểm đó. Con cảm ơn ngài sư và cảm ơn sư cô. Cảm ơn chú. Rồi bây giờ tiếp theo có lẽ là câu hỏi cuối cùng, mời cô Nguyễn Thị Thu Huyền. Con xin gửi lời chào đến sư cô ạ. Thiền sư với cả sư cô cho con hỏi là đối với cái trường hợp mà như cái con có thắc mắc về cái việc tái sinh, đối với cái trường hợp mà sang các kiếp súc sinh ấy, thì con nghe thấy nhiều ở kinh có nói về cái việc mà sát sinh hay là cái việc mà mình ăn nhiều ăn thịt ăn cá thì có thể dẫn đến cái tái sinh ở các kiếp súc sinh, thì cái điều đó có đúng không ạ? Bây giờ ăn thịt ăn cá là tái sinh và súc sinh phải không? Chị nghe như vậy phải không? Tức là con nghe thấy ở những cái kinh thì có những cái trong cái chương một vài cái quyển sách thì con nói đến cái trường hợp đó, thì con đang rất là thắc mắc. Bởi vì có nếu mà theo cái phương pháp mà tu theo tịnh độ ấy, thì là khuyến khích ăn chay. Thế còn nếu mà tu mà mình mà hành thiền theo trường hợp mà mình thiền vipassana ấy, thì mình vẫn có thể là ăn chay nhưng mà cũng không phải là chay tịnh tuyệt đối hết. Thì con đang thắc mắc cái trường hợp đó và cái việc mà tái sinh ở đối với trường hợp súc sinh nó là như thế nào. Chúng ta cái này nó cũng là một cái băn khoăn trở ngại, bởi vì là liên quan cái việc mà mình ăn uống ở trong cái gia đình ấy ạ. She has a question concerning the rebirth in the animal realm because she's practicing Pure Land Buddhism and they have a vegetarian diet and she heard many people say that if they eat meat or they eat fish, if they are not vegetarian, they could be reborn in the in animal realm. So she wants to know that is right or wrong, because she also know that only in Pure Land Buddhism then people are vegetarian. But those who practice vipassana, vegetarianism is not necessary. So she is confused, and she wants you to explain for her. What is the reason why people are born into animal kingdom? Is it because they eat meat or not? This question also arise at the time of the Buddha when he living. So Buddha, regarding this question, we cannot express, we cannot say our own way. We should take the acceptable point. Killing beings and eating meat. Killing beings is the people should know who kill. Killer should know the animal is an animal and already have a life, a living being, living life, and then should think mentally, and then according to think he should act or advise. Then killing happen. For example, on the way of walking on the road, there are many little insects.
We don't know unknowingly they say they die. So that happened in intentionally. There is no intention. Unintentionally that thing happened. So there is no killing. And eating meat. After animal die, the meat is a poison and disgusting things, and automatically there is no any useful. It's a dirty. So one who understand to having taking eating meat. Some people, they don't like taking a misconcept. If they eat meat, so it happened the akusala or papa. But papa and akusala happen, then what I said at first time. When, how happened the killing and how akusala and papa we the people collect. The another thing is the Buddha one the questions he through the monks once the monks asked that time if we eat meat it is not just it is not the not good. The Buddha said, there are place, there is no vegetable, and there is no proper food. If the respected the devotees, if the devotees, dayakas offer meat, then what happened? If you don't eat, you will die. And if you die, there is no chance to realize the Nibbana. Realize the ultimate truth. It happened, actually, this thing happened, that it is this point we should understand through the situation, according to situation. Some places, there are lots of available food, no need meat. For example, in the Arabian countries, there is no enough vegetable, so they live on meat. But if we live without meat, that also good. It's a good healthy and mind is good. The another thing, people after die, if they born in the animal world, the thing is, animals, kammanu rupam, without according to their vipaka. The one who behave, who have no mercy, who have no love, who has no any. The mankind's qualities, cruelty, and musavada, pisunavaca, purusavaca, sampapalapa. And then, who torture animals. So they born in the sorry. So they born in the animal world. So the hina panita. Hina means good. Panita means bad. According to their action and fruition. So this is the. The answer. Okay.
Về câu hỏi là mình có là do ăn thịt đó, mà tái sanh vào súc sanh hay sao đó, thì ngài có nói rằng đó, mình phải phân biệt giữa cái việc sát sanh và việc ăn thịt, hai việc này nó khác nhau. Bởi vì á, mình cứ cùng một số người đó cứ nghĩ rằng á, là ăn thịt tức là sát sanh và vì vậy cho nên là phải sẽ đi bị đọa địa ngục. Nhưng mà quý vị nên nhớ đó là cái việc sát sanh là nó là một cái hành động giết một hai loài sinh vật á, là nó một cái hành động có tác ý. Cái này sư cô nói thêm vào này, tức là một cái người mà sát sanh là nó phải có thêm đầy đủ năm chi, tức là mình đó là có một cái con vật đang sống, rồi á, là mình biết rằng đó là một con vật đang sống, mình khởi tâm muốn giết, rồi mình có cái hành động là cố gắng giết, và sau đó con vật nó chết vì cái sự giết của mình. Thì đầy đủ năm chi này đó thì mày gọi là phạm vào sát sanh. Mà cái tội sát sanh đó thì khi đó mày dẫn tới là sinh vào địa ngục. Còn giả sử như một vị tỳ khưu đi bình ôm bình bạc đi khất thực, thì người ta cũng dâng cái gì đó thì vì đó dùng cái đó với tâm biệt ơn và với cái tâm là ăn để mà sống, để mà tu tập. Giả sử như người ta đó là có, người ta làm một cái con gà để trong nhà người ta ăn với nhau, mà vì họ làm sẵn từ hồi sáng đâu rồi đó, đến buổi trưa vì này ôm bình bạc đi ngang, thì họ có cái món thịt kho, họ mới múc cho vị này một chén cơm, một miếng thịt kho chẳng hạn, cũng dâng của trong bạc vị này. Thì vị này đâu có liên quan gì tới chuyện sạch sanh đâu. Người ta làm cho vợ chồng con cái ăn với nhau, thì thấy vị này tới thì người ta cũng dâng cho một phần vậy thôi. Thành ra đó là thời Đức Phật cũng vậy. Thời Đức Phật á, cũng có cũng có một cái bài kinh á, thì có một vị đó cũng tới đề nghị Đức Phật á, là nên cho ăn chay. Đức Phật nghe là không, cái việc ăn chay không cần thiết, mà chỉ cần là tám tịnh nhục thôi, là không thấy, không nghe, không nghi. Đương là người ta giết con vật cho mình ăn, đương nhiên là bản thân mình không tự giết, không sai người khác giết rồi, mà chỉ cần thấy, nghe hay nghi người ta giết con vật cho mình ăn thì mình cũng không có ăn. Và ví dụ như đó, cái hành động là phải có tác ý. Ví dụ như có một vị mà mình một ví dụ như vị đó mà đang đi mà trời tối quá mà không có thấy trời có mấy cái con côn trùng đó, thì đến khi vô tình đó mà đạp mấy con côn trùng nó chết rất là nhiều. Nhưng mà vị này có phạm giới sát sanh không? Mà không, bởi vì vị này không có thấy, không có phạt, không có cái khởi tâm muốn giết. Thì vậy thì khi nào thì bị sinh cái việc nghiệp gì thì bị sinh vào cái quả súc sinh. Nói chung là bốn quả khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la đó. Thì nếu như mà sinh vào bốn quả khổ là do hành gì? Thập ác nghiệp. Về thân có ba, đó là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Về khẩu có bốn, đó là nói lời nói dối. Nói lời thứ hai là nói lời đấm thập chia rẽ. Thứ ba là nói lời thô tục mạng nhiệt. Và thứ tư là nói lời phù phiếm vô ích. Rồi về ý cũng có ba, đó là tham, sân và ta kiến. Thì đó, khi nào mà quý vị có những cái hành động như vậy, quý vị mà thì làm những cái điều sai trái như vậy đó, thì vị này là khi chết đó, thì chắc chắn là sẽ sinh vào bốn cái quả khổ. Thậm chí có ăn chay nha. Ăn chay nhưng mà nói dối, ăn chay nhưng mà có trộm cắp, hay là có nói những lời phù phiếm vô ích, hay là nói đấm thọc chia rẽ, thì vẫn sanh vào địa ngục như thường. Còn có người á, là người ta ăn mặn nhưng mà không làm thập ác nghiệp này thì vẫn không có sanh vào quả khổ. Ăn mặn nhưng mà không có sạch sanh, ai cho cái gì thì cũng dưng, cái gì thì dưng cái đó thôi. Tám tình mục. Cho nên á, là phần thư thương Phật tử hay có cái sự nhầm lẫn giữa cái việc sạch sanh và cái việc ăn mặn, cho rằng đã ăn mặn tức là sạch sanh. Mà thời Đức Phật ngay ôm minh bạc đi, ai cũng dương cái gì thì ngay dùng cái đó thì ngay đâu có sạch sanh đâu. Thì ngay giờ bây giờ các vị mà theo truyền thống đi khất thực cũng vậy, và thậm chí quý vị ở nhà cũng vậy nữa đó. Quý vị ở nhà mà để nhất quý vị không ăn chay, quý vị bao giờ thôi, quý vị thấy người ta có cái bản cái gì sẵn rồi, người ta làm sạch sẽ, ta để vô trong bịch rồi, thì cả hay thịt gì đó, nhưng mà quý vị không có hề sạch sanh, không hề khởi cái tâm diệt con vật nào hết á, người ta bán thì mình mua. Hoặc là ví dụ như Ngài cũng gọi là ở bên chỗ các nước Ả Rập á, thì người ta đó là ở trên sa mạc chẳng hạn, người ta không có rau, người ta không có rau củ, người ta ăn thịt thôi. Vậy thì cùng thì thức ăn á, đôi lúc nó còn tùy theo đó là những cái mà
cái thức ăn đôi lúc nó còn thôi thủ thi thuộc vô cái văn hóa của cái vùng miền này kia này, nhưng mà điều trong đạo Phật á, thì mình biết rất là rõ, phải phân tích cho rõ ha, nghĩa là cái hành động là có chủ ý, nghiệp là do hành động có chủ ý, mình có tác ý, còn trong khi mình không có tác ý một chút thì thực thực nó không tạo nghiệp và nó không có dẫn tới kết quả. Dạ rồi, thì đó là câu hỏi trả lời cho cô Nguyễn Thị Thu Huyền. À, và bây giờ thì thấy thêm một, có một người mới đưa tay, đó là Phật tử Hoàng Quang Hải. À, xin mời Phật tử Đào Hữu Đào Đào Hoàng Quang Hải. Cô Bậc Bố Phật ạ, con kính dạ, con kính thưa sư cô, con kính thưa sư thầy. Thì con cũng có thiền tập được lâu rồi, thì nó rất là nhiều cái an lạc. Nhưng mà hiện nay thì con có phát sinh cái bệnh đó là cái viêm mũi dị ứng. Cho nên mỗi sáng sớm ấy, khi mà con đi ngồi thiền đó, thì con hay bị lạnh cái bàn chân và lạnh cái thân thể. Cho nên nó liên tục nó xảy ra cái sự phát xì đó, nhảy mũi đó. Thì không có thể, thì hiện tại nó là cái chướng ngại lớn nhất của con trong cái việc hành thiền giai đoạn này. Thì ở đây có những lần con cũng rất là mong được một cái sự chia sẻ để mà có thể vượt qua được những cái chướng ngại như vậy. Nó là cái phát sinh mà mình không kiểm soát được ạ. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn cô. He said that he has read this for quite a long time, and he also get the benefits from meditation. He feel peaceful and calm, but he has some health problem. He has the allergy. He has allergy of with his nose. In the early in the morning, he will feel cold, cold in the body and cold in the legs, and especially when it is cold, he sneezes continuously, and then it disturbs his meditation. So he asks that anything can help him in this situation. Yeah, man, this, I think because of getting up early in the morning and using some normal water, I think that's happened. After this meditation course, he can choose the another time, he can change the time, if he does like. And the if the allergy is for a long time not cured, he should meet with a consultant. And then according to the consultant, what he said, he should follow the rule. The another thing is the actually allergy is the sneezing. Is sometimes it's happened because the unbalancing. So for a long time, if he don't, but in these days, if he get up early in the morning, then bodily also infect. And the weather cannot the adjust. This didn't happen. This is the Pitta Samuttana Abada the Semma Samuttana Abada. This is also sneezing and a mucus coming. So these are the let's say among the 62 diseases. That's one also one disease. You can take the medicine and meet a consultant is also good. Either the one thing he can change if this thing this time is not good for him, then after this meditation course he can change and choose a suitable time for him. Yeah. Về cái việc mà bị viêm mũi đó thì ngay nói đến thực tế là việc đầu tiên là phải uống thuốc ha. Mình thì phải uống thuốc cho nó lành cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như buổi sáng mà mình dậy sớm mà nó lành thì á, sau cái khóa thiền này rồi đó, khi mà ngồi một mình á, thì thôi đừng cùng dậy sớm nữa, đừng cùng ngồi thiền buổi sáng nữa, đổi cái thời giờ ngồi đi. Mình ngồi cái giờ nào mà nó mặt mát ẩm ẩm rồi á, thì sẽ không có bị nữa. Và cái thứ ba đó, đó là cũng một phần á, là nó cũng do mình thiếu cái sự quân bình. Cho nên là khi nào ngài tu cái gì thì cuối cùng ngài nói đến về cái việc là mình phải quân bình về các yếu tố là tinh tấn, về định, vậy là trí tuệ đó.
Thì khi mà mình quấn bình á, tại cái thân mình mà nó quấn bình, tâm nó quấn bình thì thân nó quấn bình. Và khi thân quấn bình thì ít bệnh tật. Ý là vậy đó. À, khi mà mình sống mà mình biết quấn bình, giữ gìn sức khỏe, và mình biết quấn bình với cái việc ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, à, thì tử đại điều hòa. Mình hay nghe từ là tử đại điều hòa. Mà khi tử đại điều hòa thì ít bệnh tật. Đó, thì mình thay đổi cái lối sống, mình thay đổi cái cách sinh hoạt, mình có thay đổi cái cách ăn uống, mình làm sao đó để cho được, không cần uống thuốc nhưng mà mình vẫn có thể thay đổi được cái tình trạng sức khỏe của mình. Yeah. I think that there are no more questions, and maybe today we can finish a little early. Maybe yeah. Everyone is tired now, and tomorrow, let me see, không biết ở đây có bà vị nào không ban tổ chức không, để xem thử là ngày mai là ngày 14. But then I want to ask tomorrow the organizer, but then I want to ask the organizer, that tomorrow is the 14th, we have the whole day, but about the 15th, on the 15th, what is the program on the 15th. We also have the whole day or only morning, because I'm not sure. Do you know, and you have any idea about the schedule of the on the 15th of October? 15 October, tomorrow will be the Buddhist day, right? Tomorrow is 14. Yes, tomorrow 14 Buddhist day. Buddhist day? So, Uposatha day? Yeah. Yeah. Eight. Tomorrow is the 8th, yes. Tomorrow, 14th is the Buddhist day. And 15 also, 15 free. So, would you like to stop tomorrow or continue? It's your depend on to you. here in Vietnam, the tomorrow is a normal day. Okay, but 15 days only, the Uposatha day is only on the new moon and the full moon. Oh yeah. Okay. Then what are you asking about? I want to ask about the last day on the 15th of October. We have the whole day or only the morning time? Maybe okay. Tomorrow. Yeah, these 2 days, last day and before last day, that's when the tomorrow we will discuss the main theory of the taking the suttas, Kayanupassana. We will discuss. Yes. And then Kaya Vedana Citta Dhamma, what exactly we should and the practitioner should understand. We should go this way. Summarize the techniques of contemplation. Yeah. Oh yeah. Yes. Okay. Thank you, Bante. Ngài nói rằng đó ngày mai là ngày cuối gần cuối rồi, cho nên ngày mai thì ngài sẽ tập trung giảng lại. Giống như kiểu tóm tắt lại, như hồi này có một vị mà đề nghị đó là sẽ tóm tắt lại cái phương pháp thực hành bốn cái cách quán niệm, là niệm quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, theo tư tưởng của bài kinh Tự Niệm Xứ. Thì bắt đầu sẽ hôm nay là mình mới đọc qua thôi, thì ngày mai sẽ bắt đầu đi vào là hệ thống hóa lại cái phương pháp quán niệm Tự Niệm Xứ này. Yeah, so Venerable, when you read the translation of the suttas, so is there any typical context or typical literary words that the listener can't understand or can't realize? Let me ask them. Ngài nói rằng đó là mấy ngày vừa rồi đó, khi mà quý vị nghe đọc cái bài kinh Tự Niệm Xứ, thì trong đó có những cái từ nào mà quý vị cảm thấy khó hiểu hay không? Thì nếu có từ nào hoặc là những cái câu nào mà quý vị cảm thấy khó hiểu thì quý vị có thể hỏi, thì ngài có thể giải thích ý nghĩa của những từ đó để mình hiểu rõ hơn cái bài kinh để mình thực hành.
quý vị có thể hỏi ngay bây giờ hoặc là quý vị để qua ngày mai hỏi cũng được. So I already told them if they have any questions concerning the text, then they can ask now or they can ask tomorrow. Okay. So okay, we transformed it to the deities. Yatavata sami sampadang punya sampadang sapeteva anumodanto sapa sampati siddhiya sapa abhuta anumodanto sapa sampati siddhiya sapa satta anumodanto sapa sampati siddhiya imena punya kamena idangunyati nang hotu sukita hontu nyatayo idangunyati nang hotu sukita kita hontu nyatayo idangu nyati nang hontu sukita hontu nyatayo idang me punyang asawa kaya wahang hontu nipana sa pacayo hontu idang me kusalang asawa kaya wahang hontu nipana sa pacayo hontu sa tu sa tu sa have a good night. Yeah, good night. I see you tomorrow morning. Okay, see you. Yeah. Rồi bây giờ thì sư cô sẽ share cái bài kinh tụng hồi hướng để quý vị cùng nhau, mình cùng nhau tụng bài kinh hồi hướng ha. Hôm nay thì mình tụng bài